Thế bây giờ khách lại nhớ anh đứng tên. À, Thế sau rồi sau này khách về khách ký sang tiền sau à? Đúng rồi, và vì bên nhà bia không 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 về luôn anh ạ. Alo. Em ơi, anh hỏi gì? Một cái trường hợp nào mà khách nhờ anh đứng tên anh như nào đấy? À, có một khách ở bên nước ngoài nhờ công ty mình đứng tên anh ạ. Thế khách thì thanh toán như thế nào? Khách thì bây giờ em bảo Trinh là gửi cho cái số thu của khách đấy là tiền đi. Xong thì em gửi cho khách ở bên Nhật thì khách chuyển tiền cho bên mình ạ. Liều nhỉ? Liều, khách tin tưởng bên mình thôi, theo dõi anh suốt ngày. Biết cả đội anh chơi với ai. Sau khoảng một tháng đưa khách ở bên nước ngoài về thì bắt đầu anh sang tên lại cho khách. Thì khách sẽ chịu chi phí là cái tiền gì đấy. Sang tên một lần nữa đúng không? Vâng, sang tên một lần nữa. Nói chung là khách này tin tưởng bên mình hết mọi cái rồi. Em tư vấn có 5 phút là khách chốt mà. Rồi ok em. Rồi anh hỏi tự dưng bắt anh đứng tên sổ đỏ thì... Tin tưởng nhất anh ạ. Tin tưởng công ty mình nhờ mình đứng tên anh ạ. Ok ok, rồi thế anh ký cho người ta. Em bảo khách chuyển tiền luôn. Để anh bảo. Tại vì admin đang đây. Rồi ok. Đấy. Như các bạn đã thấy là mình đứng hộ khá là nhiều khách hàng tên sổ đỏ ạ. Và chắc có lẽ là nếu mà bán hàng online thì mình sẽ là người tự tin là người đứng sổ đỏ hộ khách hàng nhiều nhất Việt Nam. Từ khách hàng đứng tên mình đóng tiền vào xong lại vay ngân hàng hộ khách. Hàng tháng khách lại cần chuyển cho mình thì đóng lãi cho ngân hàng nữa. Đấy, còn chưa tính là những cái người mà nhờ mình đứng này nhiều lắm. Bạn bè mình rồi thì những cái người biết mình lâu năm rồi cả khách hàng không biết mình luôn, theo dõi mình trên mạng thì cũng nhờ mình đứng tên. Rất là nhiều những cái trường hợp như này. Đấy, và như một cái minh chứng đó là khi mà chúng ta có những cái giá trị nhất định thì các bạn cũng sẽ kiểu như là các bạn sẽ thuận lợi trong công việc hơn ấy. Đấy, khi mà khách hàng tin tưởng rồi thì cái công việc mình nó cũng thuận lợi hơn.